đầm chứa nước cạnh cống số 6. Xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, nước đang trong xanh, bỗng đổi màu hồng tím, bốc mùi hôi thối, kèm mùi hóa chất nồng nặc từ nhiều ngày qua. Cách cống số 6 khoảng hơn 2 km, trên sông Chà Bà, anh Tuấn ở tiểu khu 3 đang cho người khẩn trương vớt các con cá gần đạt trọng lượng thu hoạch, dồn vào một lồng bè để kịp di dời nếu chẳng may nước trong cống số 6 bị rò rỉ, làm nước sông ô nhiễm. Cá thì bây giờ em dồn qua bên hết rồi. Đó, bây giờ cái là mình mở dây, cái là mình ghe đẩy đi thôi. Còn mà ở đây, bây giờ anh có sụp tí khi lên đó là không ăn thua. Còn anh Cường ở tiểu khu 4 đang nuôi 10.000 con cá rìa và 3 lồng hầu khi biết tin cống số 6 lại bị ô nhiễm nặng. Mấy ngày nay anh đang kêu người vào bán bớt cá để tránh thiệt hại. Thì có là cũng gần sức rồi này, nếu mà cứ 1-2 tháng nữa thì sức này trả là xuống là mặt trắng thôi chứ. Theo người dân, mấy ngày qua khi nước chiều rút xuống, cống số 6 có hiện tượng nước màu tím rò rỉ từ đầm chứa nước ra bên ngoài. Lo cho sự an nguy của các bè cá, một số chủ bè cũng đang di dời bè vào những khu vực an toàn hơn để tránh thiệt hại nếu nước bị ô nhiễm. Trước cái tình hình mà cái nguồn nước ô nhiễm phía thượng lưu của cống thì chi cục đã tham mưu cho sở nông nghiệp là chỉ đạo trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi đóng cái cửa cống là 100%. Nó đang ô nhiễm thì tuyệt đối là không nên xả, tự nó có khả năng gây ảnh hưởng đến cái môi trường thủy sản ở phía sau. Chúng tôi cũng theo dõi sát sao cái vấn đề mà cái cống số 6 này, cũng thông báo rộng rãi trên cái trạm truyền thanh của xã để cảnh báo cho người dân biết để chủ động trong vấn đề sản xuất. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chỉ đạo các sở ngành xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm xả thải trộn và lấy mẫu nước từ đầm chứa cạnh cống số 6 để xử lý. Bên cạnh đó, cũng khuyến cáo các hộ nuôi cá bè thu hoạch sớm những lứa cá gần đạt trọng lượng thu hoạch và thường xuyên sục khí để cung cấp oxy cho cá, cải thiện môi trường nước, tránh thiệt hại.